tình mang giới thiệu muốn ở nàng tình vui vui vang vang linh đi bờ ngay đi ta sáng mưa ngày này gặp mà buồn à mà say sương ai à cứ nung tạm tạm thôi nhá ngày này về đình à bài chim em chẳng phải ngọn phải chim muôn yêu mà sương cứ nung. Ngày nay tôi nhận an mà lưới mới bài chim tổ chức hạt mường cuối năm tôi về đỉnh đất đỉnh mường tôi xin hạt cây chẳng mường giao đi u bàn sương ơi đưa tôi mặn kẻ un hơ nàng ba chim mà điệu hạt cho lùng hà lang đều bằng bàn sương ơi chín là phía ba lang dòm chờ ba bài cỏ câu là ca bồ mới về là nì đã dò chờ bán mặt na răng un ở đất na ở mương na bo un là cơ bản là cơ phương đi nó un à sương ơi con na tôi ở lại đó hám ngon con có cái bàn nó trường ai tôi cùng nếu mà có bàn nó xuống thì linh điều hòa tạm chẳng ngâm ngâm giao lưu
quá giờ bà na ơi. Đổi bể ngã lửa lửa nam mà chẳng tham chẳng ăn một nàng ở bay chim đi giỏi nhau đôi mình vừa sầu vừa khá cho đình nhận mãi ở làng ba chim mà chờ đã rồi được khi bố chờ đã mình bỏ khỏe lại đưa mình hút cỡ xéo giờ ý nhà hơi khổ dân ơi cây kiệp mà chờ đàn ông ở hà đi có ôn nó cùng sang chơi chẳng giờ bạn ơi bài chim mà như bạn mà số cha đông ủng già có bài lại hát cô ngã mắn hình chẳng ủng đó ơi
ngã đặt trà quê mương đến đi cô ngài à un ơi thôi thôi kia thay cháu đi anh bảo cả cả mù tròn á làng á nghe này chúc cho bố mẹ lung lang á luôn luôn mẹ nhớ khỏe mẹ nhớ trang bình an á mùa ngày ni chúc cho bố mẹ khôn khá xuôi biểu kha trăm chun ngõ châu bù nhà cho quan bù mê ơi xin chúc hương câu lắng bùa bái chim mà để nhà đi tôi xếp trường lưới đỡ nhường đổi thác bạc bưởi đi lề nhà ra giỏi chúc cho câu la ca bồ bài chim ngã càng ngày tiễn tôi đưa mình đi lên chúc cho câu lạc bộ hát mương trường tơ nhu khắp mương biếc khen mùa ngày đi tôi xin mặt bạn phương khi này đây bạn ơi sẽ cảm ơn cái tầm lòng xanh nhớ vì hạ này yên hạ chung xóm mà lang un họ đây sáng lối dòng biểu thành hòa đỡ rối tôi
sương ơi biệt là răng ngỡ hay hạt nở nhật na muông nhưng hà uống có kết bàn là vương hà ta trời à cũng hài hài người tương hà chê cửa cửa là nhà chỉ lò đây giờ ỉnh hà hơi mê ngà chi ớ có xiềng hạt ớ mường ớ giàu lưu học hỏi xiềng mường bên nhau tôi giờ ỉnh hà hơi trước kia măng xiềng uốn nang êm chín vui vui vang vang đỡ mê đôi giò uốn hơi êm nhà ni ở chế sầu chế kha mà chẳng rằm chúng cửa chúng nhà mân yêu u na nó hơi ê nhà đi đi hát xa mương biết rằng có bạn có phương hát đã chung thuê mày u na ơi ngày xưa có bạn em nga trang nơi đi à ta gọi hà hơi cho un nỡ kết na bàn na lá buông đồ hà un hà ta đồn chiêng hà buông cũng nga về hà hơi un hà chưa giá bàn em hạ trang hạ đoan hạ luận hạ đoài hạ hơi tiếc răng chẳng ngọt ngọt ngào anh măng nó đà lọt vào tim em rồi hồn hạ nó hơi những thời gian có hạn dừng lời ô ni à cùng à nó ơi thôi à gian nỡ có hàn hải nga hơi hẹn hải nga buổi hè ơ khoang lần đầu tiên tôi xin kính chúc các vị khách quý cùng toàn thể các hội viên câu lạc bộ hát mường và văn nghệ thể dục thể thao của câu lạc bộ Bay Chim. Thì sau đó là tôi xin cảm ơn câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao đã có lời mời khu hang trống Yên Thủy. Và hôm nay vì điều kiện cho nên là khu hang trống Yên Thủy có cử một số hội viên đi thôi, thì tôi xin thay mặt cho khu hang trống Yên Thủy rất chân thành cảm ơn văn hóa thể dục thể thao của Bãi Chim. Và từ nãy giờ là hát tiếng mường rồi, thì bây giờ tôi xin hát bài tiếng Kinh người Kinh hát. Và tôi xin kính chúc hát mường của Bãi thể dục thể thao Bãi Chim ngày càng phát triển, hát mường nhiều hơn nữa. Hội làng dưới ánh trăng thanh, xin mời rơi miếng trầu xanh thắm nồng, rộn ràng trong ngõ ngoài đồng, đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe. Ăn một miếng trầu gặp đây, ăn một miếng trầu không ý ăn cầm lấy không
ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng. Châu này châu tinh châu tinh, châu này châu tinh châu tinh, ăn đi vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta. Miếng châu là miếng châu vàng, đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng ở đằng xa con mắt liếc lại, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Em còn son, anh cũng còn son, em còn son, anh cũng còn son. Xin chào tất cả cho mọi người điều vui lòng. Câu là cao bộ an mương nơi nị đây giờ bàn tuổi đi
cảm ơn nước thế ta bàn nắng mà kia đã vương nắng đời mà hơi chả nắng mà là to tham ba đã nhồn nắng chờ lo các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.